trang nữa đâu nhỉ? Một trang á. Con là gì cắn rồi? Anh xuống xuất trình cái ấy này. Cái ấy là cái gì ạ? Đăng ký đăng kiểm. Sao lại cái xe này đi vào cái đường 10 tấn rồi anh để em kiểm tra qua. 10 tấn anh nhìn rồi em bao tấn? Đường này 10 tấn. 10 tấn xe của em có 7 tấn, 7 tấn rưỡi. Ừ. Sao mà anh lại kiểm tra đi? Nó có tải không? Trên có hàng không? Có hàng. Có hàng thì anh cứ bỏ cái ấy đây. Không, em bây giờ em đường này có phải được cấm tải của em đâu mà em. Cấm tải 10 tấn. 10 tấn nhưng xe của em không được 10 tấn. Xe của em đang nhìn là tải có bao tấn. Ơ kìa. Biết là bao nhiêu rồi nhá. Còn bây giờ anh em kiểm tra xem lại cái đăng ký đăng kiểm, còn không thì đi tí đưa đi cân tới thôi. Ô, anh có chuyển đề cân vào đây không? Cái gì? Anh có chuyển đề cân vào đây không? Bây giờ cân để tí và tôi cho anh xem. Không, anh đi đường anh có chuyển đề cân vào đây không? Cái gì? Anh có chuyển đề cân vào đây không? Cân tí và tôi cho anh xem. Không, anh đi đường, anh không đi đường. Anh bảo anh tí nữa. Theo điều 6 nhá. Em quay video này của anh. Được rồi, theo điều 6 nhá. Điều 6 thông tư 67 nhá. Anh nếu anh muốn kiểm tra trên đà mà anh và cơ quan tiếp tục cân của em nó có cái vi phạm dấu hiệu điện quá tải không? Anh có chuyên lời kế hoạch đi làm quá tải hay không? Tôi nói anh này nhá. Của em có, em đi vào có được đứng không? Anh đây là 10 tấn thôi. Anh nhìn xe em này. Tôi hỏi xe là em bao nhiêu tấn? Đang hỏi trên có hàng không? Xe em có hàng không? Em không được cả chính anh không được cả nhà đấy. Ok chưa? Nếu có hàng đúng chưa? Nếu không có hàng đủ 10 tấn cho anh đi. Còn xe này là không được nói như thế. Anh nhìn này, nhìn lên lớp nó còn không cần lún nữa cơ. Có hàng em không còn là chính anh không được kiểm tra hàng của em. À đúng rồi, đúng tôi có bảo kiểm tra hàng đâu. Mà nếu có hàng thì nếu như quá tải thì anh em đi xem nó có quá tải không thì mới dùng xe lại đúng không? Không, nếu em không phải là chính nữa cơ. Thôi, nếu mà anh thích em đưa thì anh đi cân đó em. Còn đây là anh đang đỗ này là em không chấp nhận đâu. Anh em đang đi tuần tra lưu động. Tuần tra lưu động thì lưu động. Anh có hiểu không? Anh em cần xem. Thế bây giờ anh có dám chắc xem có tải không? Bây giờ tôi phải xuống tôi phải xem nữa chứ. Bây giờ ngay cả xem lốp, xem như thế nào chứ bây giờ. Đó, anh xem đi, xe mới. Đó, anh có cái gì kiểm tra lên, anh em kiểm tra thế thôi. Không có gì vấn đề gì cả. Ừ. Đúng chưa? Anh thì trình gì mà rồi kiểm tra. Tôi đi rồi. Ờ, các bác này. Ôi giời.